Một căn nhà phố Tân Cổ Điển mang phong cách của một căn biệt thự, diện tích ngang 6,5, dài 13, một trệt, 3 lầu. Căn nhà này được trang bị full nội thất. Và vị trí của bất động sản hôm nay tại đường Huỳnh Tấn Phát, khu Grand Riverside, cách quận 7 khoảng 2,5 km. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển vào bên trong để mình xem căn nhà này có gì đặc biệt không nhé. Và Toàn đang đứng tại gara đậu xe hơi. Anh chị sẽ đậu được tất cả các dòng xe từ 5 chỗ, 7 chỗ và kể cả xe bán tải. Phía trước phòng khách sẽ có một cái khoảng sân nhỏ khoảng 2 m. Không gian phòng khách với diện tích rộng khoảng 25 m², được thiết kế và trang trí rất đẹp, bao gồm một bộ sofa. Bức tường phía sau sofa trang trí cũng rất là sang trọng. Điểm nhấn nổi bật tại không gian phòng khách sẽ là một chiếc đèn chùm và trần trang trí bằng những họa tiết giác vàng rất là sang trọng. Đối diện sofa sẽ là kệ tivi kết hợp với kệ trang trí. Căn nhà này đã được trang bị full nội thất. Liên kề với phòng khách sẽ là khu vực bếp với diện tích rộng khoảng 40 m². Bếp được đóng full trần với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng và đã được trang bị rất nhiều thiết bị bếp thông minh. Và tại đây sẽ bố trí một cái bộ bàn ăn gồm 6 ghế ngồi. Bộ bàn ăn này giác vàng rất là sang trọng. Toàn thấy có trang bị luôn là máy rửa chén. Sau cùng của căn nhà sẽ là một khoảng sân sau làm giếng trời lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Và tại đây sẽ có một cái vệ sinh. Căn nhà này sử dụng rất nhiều họa tiết giác vàng, góp phần tạo nên sự sang trọng cho toàn bộ không gian kiến trúc bên trong căn nhà này. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên trên lầu để mình xem các phòng ngủ nhé. Cầu thang nơi kết nối giao thông giữa các tầng cũng được trang trí đèn led rất là sang trọng, kết hợp với lan can, trang trí những họa tiết bằng vàng cũng là rất là sang trọng nha anh chị. Căn nhà này có đến 4 phòng ngủ master nha anh chị. Và đây là phòng ngủ phía trước tại tầng 1 với diện tích rộng khoảng 30 m², đã được trang bị đầy đủ nội thất, cách thiết kế và trang trí rất đẹp. Mỗi phòng ngủ sẽ có vệ sinh riêng biệt. Bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển sang phòng ngủ phía sau. Và phòng ngủ phía sau tại tầng 1 với diện tích rộng hơn 25 m² cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất. Hai phòng ngủ tại tầng 2 thì cũng tương tự nha anh chị, đã được trang bị full nội thất. Khi mua căn nhà này anh chị chỉ việc xách vali là đến ở. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên tầng 2. Và đây là phòng ngủ phía trước tại tầng 2 với diện tích rộng cũng khoảng 30 m², trang bị đầy đủ nội thất. 4 phòng ngủ bên trong căn nhà này được ví như là 4 phòng ngủ master nha anh chị. Phòng ngủ thứ tư là phòng ngủ phía sau tại tầng 2 cũng đã được trang bị full nội thất. Bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên tầng 3. Tầng 3 sẽ là phòng giặt và sân phơi. Và giữa nhà sẽ là không gian phòng thờ. Sân thượng phía trước với diện tích rộng khoảng 40 m². Đây là nơi tổ chức những buổi tiệc BBQ vào cuối tuần rất là tuyệt vời. Anh chị đã xem toàn bộ không gian kiến trúc đẹp của căn nhà mang phong cách của một căn biệt thự. Và bây giờ sẽ là thông tin quan trọng nhất của video ngày hôm nay. Diện tích của căn nhà ngang 6m4, dài cho 13, một trệt, 3 lầu, đã được trang bị full nội thất. Giá bán của căn nhà này là 8.950.000.000, vẫn còn thương lượng. Anh chị quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ với Toàn theo số điện thoại 0907 657 687. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp. Hiện tại trên kênh của Toàn đang có rất nhiều bất động sản đang cần bán với mức giá vô cùng hấp dẫn. Anh chị đang có nhu cầu mua nhà tại quận 7 hoặc mua nhà nhà bè thì liên hệ với Toàn để đến xem nhé. Bây giờ Toàn xin phép được kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại.